Tôi bị ho liên tục nhưng không dùng thuốc và chữa hết xoang là bệnh ho tự hết. Còn viêm dạ dày thì hang vị thì có thuốc gì chữa không? À đây anh này, anh bị cả ho, bị cả viêm xoang, bị cả trào ngược, bị dạ dày. Thế mà trong khi đó là anh bị viêm xoang, anh chữa xoang trước thì cái họng đỡ thì ok, rất là chúc mừng anh ạ. Vì là đôi khi có những người mà bị viêm xoang ấy, dịch suốt ngày nó chảy xuống họng gây tình trạng nó cũng viêm nhiễm, bởi vì cái dịch xoang nó chính là cái dịch nó nhiễm khuẩn, khi chảy xuống thì nó có thể nó gây bị tình trạng viêm họng tại chỗ họng. Điều trị hết xoang thì tự nhiên cái họng hết. Thế còn thì đương nhiên dạ dày anh bị dạ dày này không phải thể là dạ dày trào ngược, có thể bị viêm dạ dày hành tá tràng hoặc là dạ dày có vi khuẩn HB kiểu như vậy. Thì phòng khám có cái thuốc đặc trị về dạ dày mà, anh có thể liên hệ trực tiếp với phòng khám, thì thuốc hết 600.000 một tháng thôi, nó là cái vị quản mộc hoặc vị hành mộc. Nói chung là cơ bản nhất là mình phải hỏi kỹ xem mức độ như nào, nếu muốn tốt thì uống cả thêm cái tiêu dao tán, nó giúp sơ can giải uất kiện tỳ dưỡng huyết. Hai là thuốc đặc trị về dạ dày thì hỗ trợ. Nhưng quan trọng nhất với những người mà bị viêm dạ dày là gì? Là phải ngủ sớm để giúp gan nó giải uất khí ra. Hai nữa là gì? Ăn bớt thịt đi, tập thể dục căng lên một chút, uống đủ nước. Đấy, thì nó hỗ trợ điều trị nó nhanh hơn. Xin chào.